Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 8, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có chuyến kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và tình hình triển khai dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Kế Sách. Cùng đi với đoàn có ông Dương Sở Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về tình hình triển khai các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Kế Sách, tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2022, dự án cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1, cảng tổng hợp Cái Cung, khu tái định cư huyện Kế Sách đã giải phóng mặt bằng được 43,24 ha trên 49,24 ha, đạt tỷ lệ trên 87%. Số hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là 202 trên 233 trường hợp. Về tiêm vaccine phòng COVID-19, đến nay tỷ lệ bao phủ vaccine trên địa bàn huyện đối với người trên 18 tuổi mũi nhắc lại lần 1, tức mũi 3, đạt trên 90%. Tỷ lệ tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, mũi 1 đạt 129%, mũi 2 đạt 124%, mũi 3 đạt 69%. Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1 đạt 94%, mũi 2 đạt 79%. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2, tức mũi 4, cho người trên 18 tuổi trên địa bàn huyện chỉ đạt 22%. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều người quay lại học tập, làm việc. Một số trẻ trong thời gian nghỉ hè theo cha mẹ đi làm ở các địa phương khác. Một số bộ phận người dân chủ quan với tình hình dịch bệnh, phụ huynh chưa đồng thuận cho con em mình tiêm vaccine. Một số trường hợp khoảng cách giữa các mũi tiêm chưa đủ thời gian theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, trên cơ sở nguồn kinh phí của Ban Chỉ đạo tỉnh phân bổ cho huyện đợt 1 là 467 căn, huyện đã triển khai xây dựng được 145 căn nhà, đạt tỷ lệ 31%. Trong đợt 2, từ nguồn kinh phí phân bổ của Ban Chỉ đạo tỉnh là 303 căn, hiện đang xây dựng 207 căn, còn 96 căn chuẩn bị khởi công trong tháng 8 năm 2022. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số vấn đề như công tác giải phóng mặt bằng, đơn giá, đất khu tái định cư huyện Kế Sách, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại, nhập liệu trên hệ thống dữ liệu quốc gia, tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn đề nghị địa phương cần tiếp tục tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng, tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại, về diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19, bố trí các điểm tiêm chủng tập trung, lưu động, một cách khoa học, an toàn, hiệu quả, linh hoạt. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 và phòng chống dịch bệnh. Huy động sự tham gia của các ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, hỗ trợ nhập dữ liệu tiêm chủng vaccine. Đối với xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương cần phải tập trung xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ đất xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo nằm trong danh sách được hỗ trợ nhưng không có đất để xây dựng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây dựng, quan tâm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại địa phương, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch. Đối với các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm ban hành đơn giá đất khu tái định cư huyện Kế Sách để huyện có cơ sở giao đất cho các hộ dân, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân huyện Kế Sách báo cáo cụ thể các khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp trình các đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết. Sáng ngày 12 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng chủ trì hội nghị có Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Qua triển khai thực hiện nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 và chương trình hành động số 20 của Tỉnh ủy khóa 11, nhận thức của cấp ủy chính quyền và nhân dân về tầm quan trọng của đội ngũ trí thức ngày càng được nâng lên. Các cấp các ngành kịp thời cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Trung ương về phát triển đội ngũ trí thức, hoàn thiện các cơ chế chính sách hiện có và ban hành các chính sách mới phù hợp điều kiện cụ thể của tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 22.000 cán bộ công chức viên chức, trong đó có 21 tiến sĩ trên 1.000 thạc sĩ.
Qua thực hiện nghị quyết, tỉnh đã xây dựng được đội ngũ trí thức có khả năng thích ứng tốt với môi trường làm việc. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ cấp tỉnh đến địa phương được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu lãnh đạo một số sở ngành đã phát biểu làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế qua 15 năm thực hiện nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong thời gian tới. Phát biểu tại tọa đàm, bà Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ công chức viên chức, triển khai chính sách về thu hút đãi ngộ nhân tài, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, thường xuyên rà soát đánh giá thực trạng để phân công giao việc phù hợp với năng lực sở trường, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ công chức viên chức phấn đấu phát huy tài năng trí tuệ chuyên môn được đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 12 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị triển khai vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử. Đến dự hội nghị có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Cùng dự hội nghị còn có ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Theo báo cáo sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng với tên miền là soctrangtrade.vn, với ứng dụng di động là sàn thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng, gồm các chức năng như tìm kiếm các thông tin sản phẩm doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp đăng ký tham gia và đăng bán sản phẩm của mình trên hệ thống. Doanh nghiệp và khách hàng có thể trao đổi thông tin mua bán trên hệ thống, tối ưu hóa hệ thống trên thiết bị di động, tối ưu hóa tính năng tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm. Mục tiêu của sàn thương mại điện tử là hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh quảng bá thương hiệu, giới thiệu và đẩy mạnh phân phối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nhất là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm nông sản đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ trên sàn thương mại điện tử của tỉnh. Đồng thời tăng cường các hoạt động hợp tác xúc tiến giao thương kết nối các sàn thương mại điện tử của các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trên cả nước. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 60 doanh nghiệp đăng ký tham gia và đưa 163 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, trong đó có 87 sản phẩm OCOP của tỉnh. Theo kế hoạch, dự kiến tổ chức lễ ra mắt sàn thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng gắn với hội nghị xúc tiến thương mại vào tháng 11 năm nay.